Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hơ Nguyễn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món bột xương sáo đen nha các bạn. Đây, cái bột xương sáo đen này là mình mua trong Bách Hóa Xanh nha các bạn. Nó bột sẵn hết trơn luôn mà nó không có chất bảo quản nữa nè các bạn. Rất là tốt, mình thấy ngon quá cho nên mình mua về mình làm thử các bạn. Và mình thấy nó để cái cách làm cũng rất là dễ nè các bạn. Chỉ có cần cho 50g này vào 1 lít nước khuấy cho tan rồi sau đó đun sôi thôi, chứ không có làm gì gườm gà lâu lắc hết. Cho nên là cái món này rất là thích hợp cho những cái người mà thích ăn vặt mà không có thời gian đó các bạn. Thì mua cái này về làm nhanh mà mình khỏi đi ngoài tiệm mà an toàn nữa đó các bạn. Thì cái thành phần trong đây chỉ có bột xương sáo đen, bột năng thôi. Nó không có chất bảo quản cho nên là ăn đảm bảo cho sức khỏe. Rồi thì mời các bạn cùng đón xem video với mình nha. Bắt đầu lường nước nha các bạn. Một cái bịch 50g này là 1 lít nước. Mình sẽ bắt đầu lường nước vô cái nồi rồi sau đó bắt lên và cho bột này vào khuấy đều. Đây mình chuẩn bị những cái khay như thế này để mà một hồi khi khuấy xong rồi mình sẽ đổ vào nha các bạn. Đây mấy cái khay này đây các bạn, với cái khay này đây. Cái đây là dụng cụ để khuấy các bạn, khi mình bắt lên bếp mình khuấy cho nó tan á. Một lít nha các bạn. Rồi sau khi lường nước xong thì chúng ta sẽ khui cái bột này ra để vào nha các bạn. Đây ở trong bột nó là gì nè các bạn. Rồi xong sau đó chúng ta bắt lên bếp nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy nha các bạn. Khuấy cho nó tan đều rồi mình sẽ bắt lên bếp mình khuấy tiếp. Có mùi thiệt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình khuấy tiếp, khuấy cho đến khi nào nó đặc sệt lại thì là được nha các bạn. Cái bột xương sáo đen á các bạn, khi chúng ta ăn thì chúng ta thêm đường, thêm sữa, thêm nước đá hoặc là thêm nước cốt dừa ăn chung nha các bạn. Sau khi đã khuấy bột cho sệt sệt rồi đó các bạn, thì chúng ta sẽ để vào những cái khay này nghe các bạn, để cho nó đông lại thì chúng ta sẽ ăn được. Wow, xong rồi các bạn ơi, thì 50g 1 lít nước thì được bao nhiêu cái xương sáo đen nè các bạn. Cũng rất là nhiều đó các bạn, được khoảng 5 người ăn đó. Rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nên dắt nước cốt dừa để ăn xương sáo nha các bạn.
Đây, cái này là một trái dừa nè, mình nạo ra là 12.000 đó các bạn. Đây. Rồi chúng ta sẽ bỏ đường, để đường vô nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy xương sáo ra, mình sắp bỏ vô để vô ăn thôi các bạn ơi. Cái xương sáo này mà mình đã để tủ lạnh rồi nè các bạn. Đổ chung vô luôn ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu lấy rau câu ra nha các bạn. À, cái này là xương sáo chứ. Wow, được một một cái này xương sáo luôn các bạn ơi, một bịch 50g thôi mà được cũng nhiều ghê luôn nè các bạn. Mấy cái hình ngôi sao, trái tim, cái bông rồi dễ thương quá. Đây. Rồi bây giờ múc ra đây các bạn ơi, chuẩn bị ăn thôi, quá là ngon luôn rồi. Để nước cốt dừa vào. Wow, nhìn ngon, hấp dẫn quá. Nè, để tôi đỏ vô một phần. Rồi, bây giờ để nước đá vào là ăn thôi mọi người ơi. Đây các bạn ơi, hấp dẫn quá, ngon quá đây. Wow. Đây. Ngựa tô. Đây. Nè, hello, chào mọi người đi tư. Hello. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Đang ơi, chào các bạn đi đây. Rồi, múc miếng ăn nghe ngon không Đang? Ngon luôn á. Ngon. Rồi ăn đi. Ngon không? Quá ngon luôn. Xương sáo vừa dai vừa ngọt vừa béo. Quá ngon luôn các bạn ơi, hấp dẫn quá. Đây nước cốt dừa nè các bạn. Rồi đây là cái chén của mình nè các bạn. Ngon quá các bạn ơi, nước dừa, nước cốt dừa nè. Wow, ngon quá, có cái hình hình cái bông nào để mình ăn thử miếng coi. Ngon lắm các bạn ơi. Béo béo, nước cốt dừa, xương sáo thơm. Rất là ngon. Béo ngon quá.
Ăn cái này vừa mát mà lại vừa rất là ngon. Leo hút bên lì cho mẹ đây. Quá ngon. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Hút luôn. Hút luôn. Ăn xương sáo kiểu mới là hút luôn các bạn. Lên luôn. Nguyên cái cây dĩa. Thôi mình ơn mình hai chén luôn các bạn ơi. Không được, không gì đó, nó nhỏ, nó nhỏ. Quá ngon. Một bịch 50g nhiều lắm các bạn. 4-5 người ăn luôn á. Ngon quá nè em ơi, số 1 luôn em ơi. Ngon không? Rồi ăn hết luôn rồi các bạn ơi. Quá đắt, còn ở chút xíu luôn à. Các bạn đến đi đâu? Rồi ăn rồi, ăn sa tô cái này chén của mình là ăn mình ăn hết luôn rồi các bạn. Quá ngon các bạn ơi, sa tô. Quá đắt các bạn ơi. Quá ngon luôn em ơi, muốn làm hết một tô luôn. Xin phép các bạn mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ủng hộ. Và đừng quên bấm like và đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Và bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.